lòng Chúa Giêsu thánh thượng. Chúng con đã và đang được trước bình máu Chúa, bình và máu tượng trưng toàn thể con người Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chấp nhận chịu đổ máu qua cái chết thập giá, và máu Ngài đã đổ ra để trở nên thức uống cho đời chúng. Tuy Ngài đã chết và nay đã phục sinh, chúng con rước Chúa là lúc chúng con đón lấy sự sống thần linh, sự sống duy nhất của đấng hằng sống là Thiên Chúa. Lạy mình và máu Thánh Chúa, xin uốn nắn chúng con trở nên xứng đáng hơn mỗi khi rước Chúa. Xin gia tăng lòng khát khao kết hợp với Thiên Chúa là nguồn sự sống. Ước gì nhờ việc ở lại trong Đức Kitô, thiếu nhi chúng con kính múc được sự sống nơi người. Nhờ đó, sức sống của Chúa trong con được lan tỏa tới mọi người quanh con. Amen. Mời quý cha và quý cộng đàn ngồi, mời các bạn thiếu nhi đứng.